Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ chơi tự nhiên liên quân với cái chơi bị chuẩn MC. Mình sẽ ra đây để ăn một con bùa xanh các bạn. Vì trước này có một con dao ở chân để có thể đánh gục tất cả mọi đối thủ đâm sau lưng. Kia không giấm dè vào đấy sợ đâu các bạn. Trời ơi, quá dễ. Em còn ai chặn nữa. Our dragon wing tower is under attack. An enemy has been defeated. Our dragon wing tower is under attack. Iron defense line has disappeared. Your sentry has a ballista. Legendary.
has destroyed a tower. Legendary! Double kill! Thôi. Được double kill rồi. Còn món này nữa là được. Có được mấy chân. Mega kill. Your team has destroyed a tower. Chạy đây cho anh Cường ơi. Như vậy là nếu mà tôi mò này mà được làm tham như vậy là nhiệm vụ của mình nhất kết thúc ở đây. Nếu bạn thấy hay thì lại cho mình like và một đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.